Hello cả nhà, mình xin được giới thiệu trường ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên nằm trong cái khu gần của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Bên đây là các cái dãy nhà này là của các cái ký túc của các trường đại học, trong đấy có Đại học Nông Lâm, Đại học Ngoại ngữ. Đây là đường vào rất là đẹp, trường Đại học Ngoại ngữ Thái Nguyên mới được xây dựng chính thức ở đây. Trường có hai dãy nhà bên trái và bên phải. Bên này cổng đi vào là có hai cái sân bóng chuyền, có thảm cỏ hai bên đấy, rất là đẹp đấy. Đường nhựa kia, trước kia là căng tin, kia cái đường kia là đi ra Đại học Nông Lâm, đi sang trường Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Khoa học, Đại học Công nghệ Thông tin. Đây có một bạn sinh viên đang thi. Ở đây bên này là cũng có một cái sân gì đấy, bể nước hay gì đấy. Trường này mới xây dựng về đây, trường thì có từ lâu rồi. Kia là các cái khu ký túc của các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. Đấy, đây trồng các cái cây rất, lá màu rất đẹp. Đấy, trường Đại học Ngoại ngữ Thái Nguyên nằm tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Đấy, ở đây có các cái số điện thoại, các cái trang web này. Đấy, mọi người thấy xem ủng hộ cho mình xin một like, một subscribe. Bên bên này là khu, bên đi vào là bên trái là khu nhà A, bên phải là khu nhà B. Đấy, có nhà để xe của sinh viên, nơi để xe của sinh viên ở trong gầm, nơi để xe của cán bộ. Trường 1, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 7 tầng. Đấy, cao 7 tầng. Sân trường. Đây là mùa hè, chưa chưa phải mùa sinh viên tựu trường nên là chưa thấy sinh viên mấy. Bên này là khu nhà 1, 2, 3, 4, 5 tầng. Khu nhà 5 tầng. Bên này là có cái bốt bảo vệ. Đấy, trường nhỏ thôi, trường mới thành lập. Đấy, đi cổng. Mọi người cùng ngắm lại nhé. Trường Đại học Ngoại ngữ Thái Nguyên nằm giữa các trường Đại học Nông Lâm, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Đại học Công nghệ Thông tin, khoa quốc tế nữa. Đây là một trong những trường trung tâm nằm ở giữa các trường. Chúc các bạn sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên chuẩn bị bước sang năm học mới với nhiều bạn mới, thầy cô mới và thành công trong học tập và làm việc, sinh sống tại ngôi trường thân yêu này. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.